Giống như biết bao ngôi làng khác, Nia Conat nhận được sự khen chê khác nhau từ phía dân làng. Đối với một số người, đó là thiên đường, họ không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. Trong khi đối với những người còn lại, đây là nơi cuối cùng trên trái đất mà họ muốn ở. Nét độc đáo của Nia Conat là những ngôi nhà gỗ được sơn màu sắc rực rỡ. Những ngôi làng này đang gặp nguy hiểm khi các tảng băng đang tan chảy vì thay đổi thời tiết và chính phủ không còn muốn trợ cấp cho những con thuyền chở thực phẩm nữa. Những người trẻ cũng lần lượt rời khỏi ngôi làng để kiếm việc làm. Nếu dân số xuống dưới 50 thì ngôi làng sẽ bị sát nhập với thị trấn gần đó nhất. Những khung cảnh quyến rũ của Nia Conat đã được đạo diễn người Anh Sarah Gavron và chồng cô David Cutnelson tái hiện lại trong bộ phim tài liệu của mình. Cô đã lưu lại đây một năm khi những người dân cố gắng cứu giữ ngôi làng của họ.